Vâng, em xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay là buổi sáng ngày 22 tháng 2 năm 2022. Em là Lan Rừng Bảo Tú, số điện thoại liên hệ là 0368 46 83 86. Thì hôm nay thì dân có lấy về cho em được một lô hài Vân Nam. Đó, và một lô Hoàng Phi Hạc đang hoa và một số thì đang nụ. Có những rễ rất là đẹp để em chia sẻ với quý cô chú anh chị mình luôn nha. Đấy, trước khi vào bán hài với cả Hoàng Phi Hạc thì em giới thiệu qua với cô chú anh chị là nhà em vẫn có cái lô phân dê 30 ngàn cho 1 ký. Và mua 5 ký thì em bao ship nha, 30 ngàn cho 1 ký phân dê. Và mỗi ký thì cô chú anh chị sẽ được tặng kèm theo 1 mét túi lưới. Đó, tiếp theo là thớt gỗ. Ở đây hôm nay thì em có thớt gỗ căm xe, có 4 cái thớt căm xe này, 4 cái thớt căm xe là 100 ngàn nha. 4 cái thớt căm xe 100 ngàn. Còn tiếp theo ở đây là thớt gỗ sao. Thớt gỗ sao 15 ngàn một miếng. 15 ngàn một miếng. Và cô chú anh chị mua 5 miếng thì em tặng 4 miếng. Và mua 10 miếng thì tặng 2 miếng nha. Đó, 15 ngàn cho một miếng thớt gỗ cao, thớt gỗ sao ạ. Còn thớt gỗ căm xe thì là 100 ngàn cho 4 miếng. Có duy nhất 4 miếng thôi ạ. Tiếp theo em giới thiệu với cô chú anh chị cái mặt hàng đấy là Hoàng Phi Hạc này. Hoàng Phi Hạc thì ở đây có em có tất cả 5 đơn. Và đơn đầu tiên, đơn số 1 thì có một dề. Đó, dề này cực kỳ là đẹp, nhiều thân tơ và có thân đang hoa đây. Đang hoa đây cô chú anh chị này, hoa cực kỳ là đẹp. Hoa rừng về cho nên là nó bị xước sát một chút và nó cũng gần tàn rồi. Cho nên là nó không nhìn không được xuất sắc cho lắm. Đó, về cô chú anh chị mình chăm hoa cho năm sau nha. Nói chung là hoa thơm dịu nhẹ rất là thú vị luôn. Đấy, ở đây có một số thì đang nụ này. Nụ khá là bé, về cô chú anh chị mình kịp ngắm hoa luôn. Đó, dề đầu tiên, dề số 1 của Hoàng Phi Hạc em chia sẻ cô chú anh chị mình là 150 ngàn cho dề đầu tiên, dề số 1. Tiếp theo là dề Hoàng Phi Hạc số 2 là một dề nó cực kỳ là to này. Khá là nhiều, rất là nhiều thân tơ. Có thân dài cỡ 60-70 cm này. Đấy, và dề này về cô chú anh chị về mình treo làm một tác phẩm thì nó sẽ cực kỳ là đẹp. Đó, đây ạ, dề khá là to nha. Và khá là nhiều thân, rất là nhiều thân tơ. Và một số thì đã mọc mầm rồi này. Một số thì đang lên mầm này, cô chú anh chị mình này. Đó, đang có một số mầm gốc lên. Dề số 2, em chia sẻ cô chú anh chị mình là 250 ngàn cho dề số 2. Tiếp theo dề số 3. Dề số 3 thì nói chung là nó không có được lớn lắm, nhưng mà dề nhìn rất là tương đối. Đấy, rất là gọn gàng đẹp. Và một số thì đang mọc mầm này. Một số thì đang mọc mầm. Một số thì đang hoa. Đó, dề số 3 em chia sẻ cô chú anh chị mình là 110 ngàn cho dề số 3. Tiếp theo là dề số 4 này. Số 4 ở đây thì có hai dề riêng biệt nha, hai dề riêng biệt. Và ở đây thì rất là thú vị một điều như này là nó mọc ki ở trên thân. Và từ những cái ki là nó ra hoa, ra nụ luôn. Đó, rất là hay. Đây này, đây là hoa ở trên ki này. Đó, hoa ở trên ki. Đấy, rất là hay luôn. Về cô chú anh chị mình có thể làm ki ở trên thân luôn nha. Đó, ví dụ như ki này này, ki này rất là khỏe luôn này. Thân rất là khỏe, mộc mạc. Đó, đây là mã số 4 này. Mã số 4 bao gồm có hai dề riêng biệt nha. Rất là nhiều kỳ nụ này. Mã số 4 em để cô chú anh chị mình là 100 ngàn cho mã số 4. Mã số 5 thì có 1, 2, 3 dề. 3 dề riêng biệt. Và dề nào thì nó cũng đang có mầm và đang có hoa luôn. Đó, dề bên này thì khá là nhiều thân già. Về mình kích ki cho em, kích mầm cho em nha. Đó, mình có thể phun B1. Đấy, kích ki, kích mầm cho em. Mã số 5 của Hoàng Phi Hạc em để cô chú anh chị mình là 120 ngàn cho mã số 5 nha. Tiếp theo là Hải Vân Nam này. Hải Vân Nam thì cô chú anh chị mình cũng biết là gạo này thì nó cũng khá là ít hàng rồi, khá là hiếm rồi, đúng không ạ? Và hoa của nó thì cực kỳ là đẹp luôn. Đó, có những cây thì đang có mầm con và đang có nụ này, cô chú anh chị mình này. Đang có nụ, một số cây là đang có nụ luôn nha. Chuẩn bị đến mùa hoa. Đấy, mã đầu tiên.
Em chia sẻ với cô chú anh chị mình là 180.000. Mỗi má ở đây em để là cỡ khoảng ước chừng 10 cây thôi nha. 10 cây 10 rễ, và mỗi rễ như vậy thì nó có khá là nhiều cây này. Đó. 180.000 cho mã hài số 1. Mã hài số 2 thì em cũng để cô chú anh chị mình là 180.000, khá là nhiều rễ nha. Đây này. Ví dụ như rễ này khá là nhiều cây này. 180.000 cho mã số 2. Mã số 3 thì cũng là 180.000, có những cây nó khá là to. Cây nó khá là to như vậy này. Đó. 180.000 cho mã hài số 3. Mã hài số 4 đang nụ này, cô chú anh chị. Đang nụ và đang lên cây con luôn này. Đó, khá là nhiều cây con. Đây, cây này đang có nụ gần bung rồi đây này. Mã hài số 4 cũng 180.000 cho mã hài số 4. Mã hài số 5 180.000 luôn. 180.000 cho mã hài số 5. Mã hài số 6. Hài số 6 là cũng 180.000. Đó, em đồng giá một đơn hài là 180.000 cho cô chú anh chị mình sưu tầm ạ. Về mình trồng mỗi chậu một dề thôi. Mỗi chậu một dề như vậy thôi. Đó. Rồi em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Chúc cô chú anh chị một buổi sáng tràn đầy năng lượng. Hẹn gặp lại cô chú anh chị trong phiên bán hàng lũa buổi chiều của em ạ.